Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại kích sóng wifi, nó có tên là repeater TP-Link. Và cái repeater này thì chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng, và cái tần số để mà nó kích sóng wifi nó cũng rất là mạnh và rất là rộng. Bây giờ mình sẽ mở cái repeater này ra, và bên trong của nó là đây, nó gồm một cái sách hướng dẫn để mà cho chúng ta kết nối như thế này. Nó có tất cả trong này hết, và đây là cái repeater để mà kích sóng wifi. Thì cái chiếc repeater này thì chúng ta có thể sử dụng nó trong những cái trường hợp như là wifi chúng ta sử dụng ở xa thì nó bị yếu, hoặc là chúng ta sử dụng wifi cách một cái bức tường này kia nó truyền cái sóng wifi yếu, thì chúng ta có thể sử dụng cái repeater này. Thì bây giờ mình sẽ cắm nó vào và cấu hình cho mọi người thấy và cách cắm nó của nó như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào. Đầu tiên thì nó sẽ chảy một cái nguồn ở đây. Ở đây thì nó có ba cái đèn báo tín hiệu, một là một cái đèn nguồn và một cái đèn báo tín hiệu vị trí, và một cái ba đèn báo tín hiệu sóng wifi để mà lúc mà nó kích. Thì bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ tải một cái ứng dụng, nó có tên là Tidr ở đây, và chúng ta sẽ cài đặt nó về điện thoại. Và bây giờ mình sẽ mở nó lên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản để mà vào được và sử dụng cái ứng dụng này. Ở đây thì mình đã tạo một cái tài khoản rồi, cho nên thì bây giờ mình sẽ thêm cho các bạn cái thấy cái cách kết nối mà chúng ta kết nối cái repeater này vào. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào thêm. Chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm mà chúng ta kết nối đi ha. Mình sẽ chọn một cái sản phẩm này là repeater, là bộ mở rộng sóng. Bấm vào chọn. Và mình sẽ thấy nó có cái đèn LED nó báo đây. Nó có ghi là đèn LED nguồn sáng đứng thì chúng ta sẽ kết nối được. Ở đây thì đèn LED nguồn của nó là đã đứng như thế này, thì mình sẽ chọn vào đèn LED nguồn sáng đứng. Ok, và chúng ta đồng ý. Và lúc nó kết nối xong thì nó sẽ thông báo cho chúng ta một cái thông tin, đó là mình sẽ đặt cái mật khẩu cho nó. Và bây giờ mình sẽ đặt cái mật khẩu cho nó, ví dụ như là mình sẽ đặt ABCD 1234, và ở dưới mà mình xác nhận ABCD 1234, và bây giờ mình bấm tạo. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cái wifi chính mà chúng ta đang sử dụng để mà kích sóng nó ra. Thì ở đây mình sẽ chọn wifi chính của mình ở đây, và mình nhập cái mật khẩu wifi vào. Ok, mình đã bấm tiếp theo, mà mình chọn tiếp theo luôn ha. Ở đây thì nó sẽ có một cái sự lựa chọn như này. Chúng ta có thể là để cái mặc định tên mà nó sẽ kích sóng wifi ra, hoặc chúng ta có thể là đổi tên của nó. Ở đây mình sẽ đổi tên nó thành một cái tên khác, thì mình sẽ chọn là wifi test 2.4. rồi mình sẽ chọn hoàn thành ha, và áp dụng. Và bước thời gian để mà nó áp dụng cài đặt này thì khoảng 1 phút, hoặc nhanh hơn thì có thể là 45 giây.
chúng ta sẽ thấy nó là kết nối với wifi chính của chúng ta được thành công thì nó sẽ báo cái đèn sóng wifi ở đây. Nếu như đèn xanh như thế này thì tín hiệu sóng wifi tốt, và nó sẽ báo hiệu ba loại đèn, có là đèn xanh, đèn vàng và đèn đỏ. Thì đèn đỏ thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta là thấy cái tín hiệu wifi nó không có được ổn định. Đây thì nó chừng nào nó chạy tới 100% thì là xong. Ok, như vậy là xong. Và đã hoàn thành, bạn đã hoàn thành. Và mình bấm hoàn thành. Ok, kết nối luôn. Thì chúng ta cài đặt nó xong thì nó sẽ thông báo cho chúng ta một cái tin, đó là bạn có muốn kết nối với wifi vừa cài đặt không, thì nó sẽ hiện ra. Ok, như vậy thì mình đã cài đặt xong cái repeater này. Thì chiếc repeater này thì chúng ta có thể là giám sát được những cái số lần kết nối hoặc là số người truy cập vào cái repeater này, và nó sẽ hiện cho chúng ta là cái sản phẩm nào đã đang kết nối với cái repeater này. Ví dụ như mình bấm chọn qua khách nè, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ hiện cái tên sản phẩm đó luôn. Và chúng ta có thể là giám sát được cái số lượt người mà sử dụng cái repeater này. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để mà chúng ta kết nối cái chiếc repeater để mà kích sóng wifi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình.